Kinh Sơn Bắc miền quê, chào các bạn nha. Cái địa điểm này hôm qua mình có gài cái bẫy biệp đây mà nó sảy các bạn. Cái bẫy của mình nó có bật mà cái đốm lông của nó còn còn dính lại cái lông nè. Cái lông biệp đó bạn. Vỏ ốc nè. Đó. Lông nữa nè các bạn. Rồi, chỗ đó, chỗ này là có biệp biệp nha. Cho nên là gài chỗ này là chắc ăn có dính nha các bạn. Có nhiều lắm, sảy hôm qua gài bật cái bẫy mà sảy, giờ quyết định là mình gài lại chỗ này một chiếc nữa coi cái thành quả như thế nào. Rồi bạn chờ đợi nha, chỗ này có lý lắm nha bạn. Bẫy của mình ngày hôm qua nó bật, nó bật rồi mà nó không dính bạn, giờ quyết định gài lại. Gài lại chỗ này bạn. Gài đơn giản vậy thôi bạn ơi. Xong chờ đợi kết quả thôi bạn ơi, khi mình đi thăm có dính mình quay lại cho các bạn xem nha. Rồi thăm bẫy tiếp thôi các bạn ơi. Giác này cỡ tầm là 12 giờ trưa các bạn, sáng mình có đi gài bẫy bìm bịp, giờ thăm tiếp đây này, đổi địa điểm khác nữa bạn ơi. Chỉ có một hai cái bẫy thôi mà mình đặt phải đổi địa điểm hoài nó mới dính nha bạn. Đặt trong khu này giờ đi vô thăm coi kết quả như thế nào. Địa hình ở đây các bạn thấy còn hoang sơ lắm nè, trong cánh rừng này thấy là có lý nè các bạn. Rồi vậy thăm thôi, vui thành quả. Ôi ủa dính rồi bạn ơi, có lý có lý có lý. Xử lý nha, xử lý nha. Con này mới dính thôi các bạn ơi. Còn sống nha bạn, con này còn sống nè. Về, chờ bắt con này ra thôi các bạn. Trong khu rừng này mình nghe tiếng bìm biệp nó còn kêu nhiều lắm à. Tiếng cỏ nó còn nhiều lắm nha các bạn. Im có lý có lý. Còn sống nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi săn bắt tiếp theo nha.